Thúy Diễm tiết lộ tên của ba nhóc thì sau khi khoe bầu sinh ba. Mới đây, Thúy Diễm khiến nhiều khán giả vừa bất ngờ vừa xen lẫn thích thú khi chia sẻ về chuyện mang thai sinh ba. Cụ thể, nữ diễn viên có bài đăng trên trang cá nhân, thôi, mọi người đừng đồn nữa, tôi đang có bầu thiệt đó, bầu sinh ba lần. Thúy Diễm khiến nhiều khán giả thích thú khi khoe mang bầu sinh ba. Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả để ý lại bình luận chúc mừng Thúy Diễm khi có tin vui, đã vậy lại còn sinh ba. Đáng chú ý là có người hỏi nữ diễn viên đã nghĩ ra tên cho ba đứa bé chưa? Đáp lại, bà xã của Lương Thế Thành Hài Hước cho biết cô đặt tên cho ba nhóc thì là Âu Tra Nha Em. Bình luận của cô càng khiến nhiều khán giả thêm thích thú và để lại biểu tượng ha ha. Thúy Diễm Hài Hước tiết lộ tên của ba nhóc thì sẽ là Âu Tra Tuy nhiên, sự thật đây chỉ là vai diễn của Thúy Diễm trong một bộ phim và đóng cặp cùng diễn viên Tuấn Việt. Cô cho biết đây là điều đáng nhớ trong nhiều năm đi đóng phim vì được biên kịch cho bầu sinh ba bữa diễm thấy khán giả nào comment nam đã ghi bàn hát trích tại sân vận động mỹ đình diễm cường nguyên ngày nữ diễn viên chia sẻ thực chất thúy diễm mang bầu sinh ba là một tình tiết trong phim ngoài đời thúy diễm hiện có hôn nhân viên mãn bên lương thế thành cặp đôi có một con trai chung tên là gia bảo và chuẩn bị vào lớp 1. lúc mang bầu vợ chồng thúy diễm qua nước ngoài từ tháng thứ năm của thai kỳ và đợi đến lúc sinh con khi con cứng cấp hơn cả hai đưa con về lại việt nam cưới chồng cũng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật thu 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 Thúy Diễm may mắn được đối phương thấu hiểu và ủng hộ trong công việc. Dù bà xã thường xuyên đóng tập với nhiều diễn viên nam cũng như có cảnh thân mật nhưng Lương Thế Thành không ghen tuông vô cớ, thậm chí còn là hậu phương vững chắc để vợ toàn tâm toàn ý hoàn thành vai diễn. Ở tuổi 37, Thúy Diễm được khen ngày càng thay đổi rõ rệt về phong cách ăn mặc lẫn trang điểm giúp cô trở nên trẻ trung hơn rõ. Trong ảnh, bà xã Lương Thế Thành được chuyên viên make áp dọn màu mắt u kèm với eyeliner sắc mảnh, highlight thì mắt dưới tạo độ to tròn, Phần lông mày của Thúy Diễm được vẽ tự nhiên bằng màu xám nâu, kèm theo màu má hồng cam đánh ngang mặt giúp gò má của người đẹp không bị quá cao, tạo hiệu ứng bồ bỉnh. Kết thúc tông trang điểm là màu son bóng cánh hồng khô. Dù đã trải qua một lần sinh nở, Thúy Diễm vẫn giữ được thân hình thon gọn không khác gì thời đôi mươi. Nhờ phần vai ngang và xương quai xanh đẹp, cô luôn tự tin diện những trang phục cổ yếm, quay ngực hoặc ba lỗ. Để giữ được vóc dáng không bị sồ xề theo thời gian, diễn viên trạm cứu hộ trái tim luôn chăm chỉ luyện tập thể thao cùng với ông xã hương thế thành